Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là người nhà lại quây quần, gặp gỡ và trao nhau những lời chúc tốt đẹp. Và sau đó là vui vẻ tám về đủ thứ chuyện phiếm ở trên đời này. Đây đúng ra là dịp sum vầy bên những người thân yêu để quên đi muộn phiền thường nhật. Thế nhưng đôi khi đó cũng là một thảm họa lo âu, khi mà cái ranh giới giữa hai điều ấy chỉ mong manh như vài câu hỏi và câu nói. Thế bao giờ lấy chồng? Lương tháng bao nhiêu củ? Hay là dạo này nhìn béo hay là gầy thế? Tuy Tết thì có điểm dừng, nhưng dường như những cuộc gặp mặt với đầy những cái bẫy mìn giao tiếp như vậy vẫn sẽ còn trở đi trở lại mãi dưới cái lốt của muôn dịp khác nhau ở trong năm, như là họp lớp này, tụ tập, đoàn viên vân vân. Bởi vậy, nhân dịp năm mới vừa mới chớm về, chúng ta hãy cùng điểm mặt 7 lỗi giao tiếp phổ biến mà rất nhiều người mắc phải để tránh làm phật lòng nhau trong bất cứ cuộc hẹn nào, qua bài viết của tác giả Limitless nha. Đầu tiên là lỗi ngắt lời người khác. Lỗi cơ bản đầu tiên có thể xảy đến trong bất kỳ cuộc hội thoại nào, đó chính là lỗi ngắt lời người khác. Dịp Tết, tinh thần ai cũng vui vẻ và phấn chấn, vì vậy nhu cầu được nói của mọi người cũng nhiều lên. Hãy nhớ cứ để họ nói cho hết rồi mình hãng nói vào nhá. Thêm vào đó, những người do quên mà không nhớ là mình đã từng kể cho bạn một câu chuyện gì mà họ nghĩ là rất vui. Những lúc như vậy thì cũng đừng ngắt lời họ mà nói là cái này mày kể rồi. Khi mà họ đang hào hứng như vậy, hãy cứ để cho họ xả ra đi, cũng không mất nhiều thời gian của mình đúng không? Mà lại còn giúp cho họ cảm thấy tốt hơn khi được kể một câu chuyện mình ưa thích. Thứ hai, lỗi nói quá nhiều. Liên quan tới cái lỗi ngắt lời ở bên trên thì chắc chắn phải kể đến cái lỗi nói quá nhiều. Có rất nhiều người mình từng gặp, khi bắt đầu nói là họ chỉ tập trung vào việc xả cái sướng khi nói của bản thân, chứ không hề để ý đến phản ứng của khán giả của mình. Hãy biết dừng lại đúng lúc nha. Nếu được, hãy tập nói sao cho cùng một thông điệp ấy diễn đạt trong càng ít từ thì càng tốt. Điền nguyện vọng khối ngành gì? Chọn nghề nghiệp ra sao? Bí kíp hướng nghiệp người trong một nghề mang đến nội dung và giao diện hoàn toàn mới. Cập nhật nhu cầu việc làm và mức lương các ngành nghề năm 2022. Trắc nghiệm tính cách talent để đưa ra quyết định nghề nghiệp đúng đắn. Khám phá những điều mới mẻ và dính ngay tại tủ sách của nhà nhẹ nhá. Thứ ba, lỗi nhầm lẫn giữa nói thật và nói vô duyên. Lỗi thứ ba này có thể cần một chút tinh tế hơn bình thường đấy. Bởi vậy mà đây cũng là một lỗi kém duyên rất thông dụng giữa người với người. Đúng là nói thật là tốt, nhưng có những điều mà khi nói thật với người đó, tại thời điểm đó lại là thừa thãi và gây tổn thương, mất lòng nhau. Khi đó, việc nói thật lại trở thành vô duyên, dễ gây tranh cãi và không cần thiết vào ngày Tết hoặc là bất kỳ một cuộc họp mặt nào. Vì vậy, trước khi nói một điều gì đó, dù là nói thật, hãy nghĩ kỹ xem đối tượng mình đang nói chuyện có cần phải nghe điều đó hay là không. Còn nếu là nói chuyện phiếm thì hãy nghĩ xem rằng họ cảm thấy thoải mái khi nghe được cái điều mà mình sắp nói hay là không. Thứ tư, có một lỗi mang tên sao mày không? Lỗi giao tiếp này thường đi kèm với những cái câu chuyện dở khóc dở cười. Chẳng hạn như có lần mình kể chuyện việc mình đi xe máy bị cán vào đinh và phải gọi xe cứu hộ tới để kéo về. Thằng bạn mình mới nhảy ngay vào mà nói: sao mày không dắt xe đi đến chỗ sửa xe ấy? Mình nói là dắt mãi rồi mà không có, đoạn đây vắng và dài lắm. Sao không nhờ ai để xe giúp? Mình phải nén lại và nói: như đã nói, nó rất vắng. Hoặc lần khác, mình đi chăm người ốm, người nhà bèn hỏi thăm xem bệnh tình của bệnh nhân như thế nào. Mình nói qua là họ ho cả đêm. Người nhà bèn nói: sao không gọi bác sĩ? Những câu nói kiểu sao mày không và đi kèm với những hành động mang tính hiển nhiên như vậy thường sẽ khiến cho người nghe cảm thấy như kiểu là mình bị coi như là cái kẻ mà không biết gì vậy. Đó chưa kể là người nói thậm chí còn không biết là mình đã gọi cho bác sĩ hay là chưa, hay là đã thử dắt xe đi tìm hàng sửa xe hay là chưa, mà lại hỏi như thể là họ biết mình không làm như thế vậy. Điều này gây ức chế cho người nghe. Một biến thể khác của lỗi này là cái câu phải tao thì. Đây cũng là câu rất dễ khiến cho người khác tức giận, vì đã không đồng cảm với người nói thì thôi lại còn tỏ ra là mình hơn người. Nếu nói cái kiểu câu này ấy, nhất là khi người đối diện vừa kể xong một câu chuyện buồn, trong đầu người nghe sẽ nghĩ rằng: vâng, giờ ông mõm thì ghê rồi. Và từ đó bạn sẽ đánh mất đi cái sự tôn trọng của người kia. Vì vậy, khi gặp những cái câu chuyện như thế này, đừng ngay lập tức đưa ra một câu có thể nói là cửa miệng của khá nhiều người như vậy nhá. Nếu bạn chưa biết họ đã thử sự lựa chọn hiển nhiên nhất chưa, hãy hỏi xem là họ đã làm điều đó chưa, hoặc tốt hơn nữa là hãy mặc định là họ làm rồi. Ví dụ là trong cái trường hợp hỏng xe kia kìa, hãy hỏi như thế này: ồ, phải gọi cứu hộ thì chắc là không tìm được hàng sửa xe đâu hả? Hoặc là trong cái ví dụ trong người ốm kia thì hãy nói là: thế thì bác sĩ bảo sao? Thứ năm, lỗi áp đặt nhận định lên người đối diện. Có những câu nói thuộc hàng huyền thoại gắn liền với cái lỗi giao tiếp này, đó chính là: sợ cái gì mà sợ, hay là ngon như thế mà không dám ăn, đúng là dốt.
Nếu để tự chung cái lỗi này lại thì đó sẽ là cái lỗi gán cảm xúc, cảm nhận hay là nhận định của mình lên người khác. Lỗi này xảy ra ở khá nhiều các bậc phụ huynh khi chăm con cái, nhất là cái lúc nhồi cho con ăn. Có lần mình nếm thử một món và nói, món này hơi mặn, thì mẹ mình gạt đi ngay. Mặn đâu mà mặn, vừa thế còn gì. Hoặc là khi mẹ mình hỏi là có mang chả cá lên Hà Nội để rán mà ăn không, mình nói là, thôi ạ, con không thích ăn chả cá. Mẹ mình nói rằng, ôi chả cá ngon mà, rán lên ngon lắm. Dạ thôi, con không thích ăn chả cá, nhưng mà ngon. Mình phải nói đến tận lần thứ 3 thì mẹ mình mới chịu thôi. Hoặc như có lần mình nói, đại ý là sau khi mình vào Sài Gòn công tác, chắc chắn sẽ không tận dụng được hết cái hay của Sài Gòn. Vì Sài Gòn sôi động về tối, còn mình thì chỉ thích ở nhà sau một ngày làm việc. Bạn mình bèn nói luôn, thế thì mày chán, Sài Gòn thì phải ra đường buổi tối thì mới vui. Điều này xảy ra khi người nói khá là cứng đầu với nhận định của riêng mình. Khi chủ đề được nhắc tới, thay vì lắng nghe người đối diện, họ ngay lập tức liên hệ tới bản thân và nói ngay về trải nghiệm của mình. Và mặc dù nói trên trải nghiệm của riêng mình, nhưng lại nói như thể đó là một trải nghiệm đúng duy nhất. Điều này rất dễ làm cho người nghe không những bị cụt hứng mà còn cảm thấy tồi tệ về bản thân mình. Thử tưởng tượng bạn vừa mới nói là em vừa cố mãi mới thi được IELTS 7.0 và mong đợi được một lời khen ngợi, chúc mừng, mà anh người yêu lại nói là IELTS 7.0 bây giờ thì nhan nhản rồi, giờ thì cứ phải 8.0 thì may ra mới được gọi là khác biệt một chút. Nghe như vậy thì có muốn tát cho một phát hay là không? Hoặc là bạn vừa khen Bangkok hay thì thằng bạn nói là ôi giời ơi, Bangkok vừa bẩn lại vừa nóng, chả có cái gì hay cả. Nghe như vậy thì bạn có muốn đấm cho phát vào mồm không? Những cái lúc như vậy, hãy đặt thêm câu hỏi để khai thác về câu nói của người ta vừa nói, để hiểu thêm về câu chuyện của họ. Họ không hỏi về nhận định của bạn thì bạn đừng có nói. Còn nếu mà bạn muốn đóng góp vào câu chuyện, mà nhỡ quan điểm của bạn trái chiều về ý kiến của họ, hãy nói sao để họ biết rằng đó đơn giản là bạn có một quan điểm khác, chứ không phải bạn đang bác bỏ hay là coi thường quan điểm của họ. Lựa chọn tốt nhất trong trường hợp đó là hãy tìm một phần nào đó trong quan điểm của người kia mà bạn đồng ý, nói về nó trước để tạo thiện cảm hơn cho người nghe, sau đó mới đưa ra ý kiến khác của bạn. Như vậy thì họ sẽ dễ dàng chấp nhận ý kiến của bạn hơn và hiểu rằng bạn đang không cố gạt đi ý kiến ban nãy của họ. 6. Lỗi dạy người khác những cái điều mà họ biết rõ hơn mình. Chuyện là thế này, có lần mình đang nói chuyện với bạn về cái việc mua nhà mua cửa ở Việt Nam. Khi nói về lãi suất ngân hàng, mình mới nói ồ, thế thì cũng cao gần bằng ở bên Úc đấy. Thì bạn mình mới nói không, bên Úc sao mà cao như thế được, cùng lắm chỉ 2-3% thôi. Lưu ý là bạn mình chưa bao giờ tới Úc, chưa bao giờ đọc báo hay là nghiên cứu về lãi suất ngân hàng ở bên Úc. Còn mình là một người trực tiếp phải trả cả gốc lẫn lãi cho ngân hàng Úc khi mà mua nhà ở bên đấy. Có rất nhiều người ngoài kia đang mắc phải lỗi này. Thay vì hỏi về cái họ chưa biết, họ lại dùng những cái suy nghĩ vô cùng thiếu cơ sở của họ và nói chắc nịch về điều đó, nhất là khi đối phương mới là người nắm rõ hơn họ. Điều này rất dễ xảy ra khi bạn là người luôn thích tỏ ra hơn người, kể cả rơi vào lĩnh vực mà bạn không biết rõ thì cũng phải cố bịa ra cái gì đấy để mà nói vào. Nếu người nghe là người ngây ngô và không biết gì, thì bạn có thể sẽ có vẻ là một người hiểu nhiều biết rộng. Trước khi đối phương là người biết nhiều hơn bạn, chỉ ít là cái lĩnh vực đang được đề cập đến ấy, thì cái việc mà bạn cứ nói chắc nịch vào cái điều mà bạn không biết sẽ chỉ làm cho bạn bị đánh giá thấp đi trong mắt người đối diện. Các bạn nam nào mà đi ra mắt gia đình người yêu vào dịp Tết này thì nhớ tuyệt đối tránh cái lỗi này nhá. Đừng vì cố thể hiện bản thân trước mặt bố mẹ người yêu mà cố chém gió sai, dẫn tới cái việc không những bị quê mà còn bị đánh giá xấu ở trong mắt người lớn. Cũng liên quan tới cái lỗi này là lỗi dạy người khác cách tiêu tiền. Tết nhất, một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà cũng là vô duyên nhất đó là lương được bao nhiêu. Thu nhập là một điều riêng tư cá nhân và không nên hỏi người khác, trừ khi nếu là bố mẹ hỏi thì trả lời cũng được, để cho bố mẹ biết mà an tâm. Mà nếu đã hỏi thì tuyệt đối đừng có dạy người khác phải tiêu cái số tiền đó như thế nào, vì họ mới là người nắm rõ nhất. Mình thấy rất phổ biến là khi một ai đó khoe mới mua được một cái thứ đồ gì đó xịn sò và đắt tiền, ngay lập tức lại bị dập bởi cái câu mày tiêu phung phí thế, chả biết tiết kiệm gì, trong khi còn không biết thu nhập của người kia là như thế nào, miễn là họ không phải đi vay mượn tiền khắp nơi. Còn lại thì kể cả tháng nào họ cũng hết sạch tiền vào cuối tháng, đó vẫn là việc của riêng họ. Họ tiêu nhiều, hưởng thụ nhiều thì họ sẽ tiết kiệm được ít. Đó đơn giản là sự khác biệt về lối sống. Đừng áp dụng cái lối chi tiêu của mình lên cái lối chi tiêu của người khác. Còn nếu là bậc bố mẹ hay là anh chị em cảm thấy người thân trong gia đình do thiếu kinh nghiệm mà chi tiêu không hợp lý so với thu nhập, điều thường xảy ra với những thanh niên mới đi làm, lúc đó có thể góp ý riêng, nhưng cũng chỉ nên nhắc nhở chung thôi, đừng bắt ép hay là chê bai họ. Nếu như họ chọn cách chi tiêu khác với mình, nếu vì cái lối chi tiêu không hợp lý đó mà họ thiếu thốn, tự họ sẽ rút ra bài học cho chính mình. 7. Lỗi cuối cùng, đưa ra lời khuyên khi không được hỏi.
Cũng liên quan tới cái lỗi bên trên là chả ai hỏi mà cứ thích đưa ra lời khuyên. Có lẽ ai cũng biết một hay là một vài người như thế ở xung quanh, nên chắc là nói đến phát là các bạn liên hệ được ngay. Và khó chịu nhất là cái gì mà các bạn biết không? Đó là khuyên về những cái chủ đề riêng tư, tế nhị. Bên cạnh việc khuyên người khác cách tiêu tiền của họ, còn có những người còn chả biết ngọn ngành của câu chuyện, cũng khuyên người này bỏ chồng, khuyên người kia bỏ vợ, khuyên anh đó bỏ chị người yêu, rồi thì khuyên chuyển ngành học, khuyên người khác phải dạy con sao cho đúng, khuyên người khác cách trang trí nhà cửa của họ ra sao, vân vân và mây mây. Đây đều là những cái thứ rất riêng tư, và rất nhiều khi nó rơi vào phạm trù khác biệt, chứ không phải là sai để mà đưa ra lời khuyên. Vì vậy hãy cân nhắc thật kỹ trước khi định khuyên bảo ai đó, nhất là nếu người đó đã là người trưởng thành nhá. Với 7 lỗi sai trong giao tiếp ở trên, có vẻ như là không có gì quá to tát trong lúc này hay lúc khác, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không dẫn tới những tình huống mất lòng đau thương, làm tan vỡ cả một mối quan hệ. Vì vậy, mong rằng qua video này, chúng ta sẽ hiểu thêm được về các mẹo giao tiếp, giúp tránh được những điều phật lòng, mâu thuẫn không đáng có, không chỉ ở trong ngày lễ Tết mà còn ở bất cứ dịp tụ họp đông vui nào. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nhân dịp lập xuân, chúc mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui, thật nhiều may mắn. Và quan trọng là năm nay hãy cùng trở thành một phiên bản tốt hơn nhiều so với năm trước nhá. Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau ở trong những video tiếp theo. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!